con không muốn ở với cha nữa. Mà con nghe đức ruột của chú, tại sao con không muốn ở với cha nữa? Nhỏ nói mà nó muốn khóc của chú anh chị. Con nói đi, con nói cho ông bà nghe đi, khóc luôn rồi. Tại sao con không muốn ở với cha nữa? Con nói ông bà nghe đi. Dạ con không muốn bị đánh. Không muốn bị đánh. Mình nhìn bé giờ muốn Mạnh cũng muốn khóc luôn. Giữ cái khoảng cách ra nha. Rồi Mạnh mời của chú anh chị ha. Từ từ. Bé anh Lộc ơi. Cha đó con. Con la con chó à. Cha con ngủ rồi vậy con. Anh Lộc đang nằm võng rồi chú. Chắc anh ngủ rồi. Cha ngủ rồi. Thôi thôi đừng có kêu cha vậy. Em chào anh Lộc. Anh ngủ anh Lộc. Con ngủ. Ngủ rồi. Giờ thấy ảnh hơi bình thường. Ồ, tới tù lưu này. Thấy không bình thường rồi ha. Không, giờ anh thấy bình thường rồi. Đi vô cho chị nhìn thử đây. Con cha tỉnh không? Dạ con không biết. Con không biết. Dạ thấy cũng chú thấy là bình thường á. Bình thường ha. Rồi hôm qua có ai đưa con đi học không? Dạ không. Nghe cha không, nghe nói cha không cho con đi luôn hả? Dạ. Rồi hôm qua cha có đánh con không? Dạ không. Không ha. Hôm qua cha có lên cơn không? Dạ. Ừ, vậy được cũng đỡ đi. Bữa anh không có đi học đúng không? Cha không cho đi hay là sao? Không cho hắn. Ngày hôm qua con nghe nói là cái ngày là mình đi học đúng không? Nhưng mà cha chửi hả? Cha chửi con hả? Đúng rồi, anh ra. Tôi thức khuya lắm anh Lộc. Lên đây tụi em nói chuyện xíu được không anh? Thôi, tôi không thích mà. Muốn lọc thì lọc. Tỉnh hả? Tới anh thức khuya lắm hả? Thì chi à? Thì chi thấy anh giờ còn ngủ á. Thuốc nè, em có thuốc nè. Anh uống phê không? Anh uống phê không? Em mua phê uống ha. Em mình điện mấy ly cà phê vô uống cà phê với anh Lộc. Anh Lộc uống cà phê đen hay cà phê sữa? Uống đi. Không, tôi muốn luôn. Anh ăn gì không? Tụi em mua đem vô. Tối rồi mấy cha con ngủ đây là không có dân mùng luôn hả anh Lộc? Tối có mũi không à?
không tiếp đâu, mấy người muốn làm gì làm. Em cũng nghe nói là hôm qua là nhập học bé anh. Không, còn tôi học ở bên lớp 3 nữa. Hôm qua anh nó vào cuộc ở đây. Cái chuyện của tôi là nó nói là nó vào cuộc cái chuyện con tôi về bên lớp 3 học ở bản. Muốn học đâu đây. Nó lo công việc của tôi vào cuộc tới ngày hôm nay mà nó không giải quyết cho tôi làm gì đâu có được. Nên anh Lộc được nghỉ, không có đi làm. Nên anh Lộc được nghỉ hả? Tôi chuyện tôi về đây vào cuộc để xử lý công việc ở đây cho tôi mà giờ về đâu được đâu. Còn tôi có nghị quyết ăn học đàng hoàng đâu có vậy được. Hai gia đình tôi như vậy đâu có được đâu. Hết gia đình vậy luôn đâu có được. Đâu có làm cái kiểu này được đâu. 28 năm trời công việc của tôi làm ăn như vậy đâu có được. Tôi một người làm ăn xây dựng vậy mà đâu có được để vậy cho tôi đâu. Rồi đâu phải chuyển tôi về đây đã. Tôi nói tôi không ở đây nữa. Đây là toàn kẻ thù của tôi không. Vợ tôi mà đụng mẹ cưới mà nó ăn ở như vậy nó 20 mấy năm trời như vậy nè. Tan nát gia đình tôi hết. Còn mà 4 đứa, 3 đứa con, một đứa bé gái nữa bạo lực bạo hành hết. Ăn ở gì đâu có được. Tiền tài sản của tôi, gà vịt tôi nuôi ở đây kinh tế đây nè. Có trưởng ốc ở ngoài nó biết. Mà anh sao bé học á, hôm qua nghe nói là nhập học bé này mà. Tôi đâu phải con tôi học ở đây đâu. Con tôi học ở bên nội tôi bạn á. Là nội ở đâu anh Lộc? Bên huyện Tân Trụ á. Tập 3 xã Tân Phước Tây huyện Tân Trụ á. Dạ. Tôi không ở đây nữa được. Giờ gia đình tôi ở đây vậy mà tụi nó ăn ở đây vậy đánh đập con tôi vậy nè. Ủa ai? Đâu ai đánh đập? Không ở bên đó đó. Có con lon đánh đập nè. Mẹ tụi nó đánh đập ăn ở người tình đánh đập hết. Nhốt trái phép hết. Là vợ anh đó ha. Giờ chị đâu rồi anh? Đó cho bên ấp 3 đó. Bắt nó bạn á. Bên phường 3 đó. Em nghe nói chị về quê rồi. Cái chuyện đó đó là chính quyền vào cuộc, chính quyền phải xử lý giải quyết chứ. Cô và tài sản của tôi nói chuyện vậy đâu được. Nói như vậy là nói không được, ông nói vậy không có được, không nói vậy thôi tôi không tiếp. Dạ. Vào cuộc như vậy đâu có được. Vậy là bây giờ là anh nói là chị đang ở bên ấp 3 bạn. Anh vào cuộc ở bạn á. Dạ. Không có xử lý, không có làm gì được. Dạ. Phải làm cho xong cho rõ cho người ta để, tiền và tài sản của tôi vậy. Để tụi em sẽ đi qua bển thử xem như thế nào. Làm như vậy đâu có được. Tài sản của tôi là lấy trắng hết luôn. Là vợ anh lấy tài sản của anh à, đi ăn ở người tình hết. Đánh đập con tôi hết. Công đồ nó ở ngoài kia đâu nó ăn ở vậy kiểu đâu có được. Là lấy tài sản của tôi người xây dựng mà. Tôi làm ăn tôi có lực trong người của tôi chứ. Là chị lấy của anh những gì anh? Tài sản là coi như là 10 mấy năm nó làm hơn nửa tỷ, tôi làm hơn gần 1 tỷ vậy, gần 1 tỷ mấy. Lấy anh con tôi không luôn. Có ăn học luôn mà, nó bỏ đi, tụi nó đi ăn ở nhau, mà đây là tôi làm ở nhà, tôi làm ở thành phố kiếm từ đồng từ cắt. Dạ, rồi cái để em, tụi em sẽ qua bển đây gặp chị và hỏi nói chuyện với chị. Còn bé này á, tụi em đưa đi học đồ được không anh? Không, không có học ở đây được. Tôi đã nói ở trên phường qua rồi. Quanh vào cuộc là điện thoại Zalo gì á, mạng xã hội đã nói rồi. Bây giờ này mà để ở bên đây vậy đâu có được. Làm ăn như vậy không có được. Tôi không có ở đây nữa được. Đã nói là ở đây là coi như là đất đai nhà cửa gì là phải giải quyết cho tôi sạch sẽ hết. Không có để vậy được. Không có ở đây nữa, hỏi ở đây kẻ thù không ăn ở gì đập đánh đập con tôi đó nhà tan nát. Mày trồng cây phía sau hè nhà đè sập nhà đó sao mấy ông ra sao mấy ông quay. Cây mắm cái gì đó, đó tôi đấu còn một đống ở Vũng.
Đó ông là ông coi với Dũng. Dạ. Cây mà nó tàn từ bên đây mà nó qua tới bên nhà thờ ông đây, tôi đốn. Đó, đốn hơn sao? Anh đốn hả? Đó, tôi đốn đó. Hỏi mấy nhỏ. Rồi cái nhà cái bên này là của ai vậy anh Lộc? Nó nhà thờ đó, còn không ai có tội hết. Mà tiền tài sản của tôi ăn uống sạch hết tiền bạc mà còn đi lại ngược lại á, nó nói tôi đi cải tủ lấy tiền tài sản. Lúc đó tôi kêu ở xã đây, công an xã xuống đây rồi đó, là coi như dựng hiện trường, lấy hiện trường. Tôi không có, mấy người thợ tôi làm đây không có đó. Đổ thừa tôi ở đây không có, đến người ta chết rồi người ta còn giữ mấy bản án gia đình Quân Thị Kim đó, con Quân công an làm đơn. Còn con Loan này á, ha, ăn ở người tình đó xong xách dao chém tôi đó, đứng ngay đó đó, ngay đó luôn đó. Tôi chặt dao lại tôi dục ở sau để chém anh luôn hả? À tôi đã ha, tôi lấy dao dục chém luôn đó, dục ra đó à. Đó, ăn ở mấy ngày hết nói vậy sao được. Chị Loan là vợ anh đó hả anh Lộc? Ừ rồi, bây giờ vậy rồi tính như sao? Ăn ở hết người tình hết, tôi vô đánh đập hết con tôi hết. Bây giờ tôi yêu cầu xét nghiệm ADN bị nay mười mấy năm lận, ăn ở mấy đứa này rồi mới lộn ruột lộn gan đổ máu hết, sinh ra là coi như là không sinh được đó. Tôi có bằng chứng bốn bao nhiêu cái bệnh viện luôn đó, bệnh viện có hết. Dạ. Không có hồ sơ đầy đủ, cái này là coi như chuyện xấu lắm phụ nữ. Yeah. Mình không nói đó, tôi nói vậy là hiểu rồi. Yeah. Đó, cái này là phải ra bệnh, ra coi như ra tòa hết. Tôi yêu cầu bên đó là đều ra tòa hết trơn. Yeah. Chém tôi đây không, gà giờ tôi nuôi ở đây là có kinh tế có lên giá hết. Chém anh Lộc giờ đâu, chém ở đâu? Chém ngay đầu thôi, tôi đỡ không có gì hết. Tôi đỡ xong tôi lấy dao tôi dục cái đó. Dạ anh, không phải sống như vậy được. Tài sản tôi coi như là cướp của tài sản hả? Đem một tờ đơn đây đi ra ủy ban không, thưa tôi ngoại còn ngoại ra ngoài ông chính tôn ngoại, ông tổ trưởng ngoại hồi xưa ông tổ trưởng đó, mười mấy năm trời tôi xét nghiệm ADN hết mấy đứa này, có phải con tôi không, ba đứa còn đứa gái nữa đó. Yeah. Giờ tôi ở nhà tôi nuôi mấy đứa này ăn học năm nay lên tới lớp 8 rồi. Yeah. Ăn học mầm non đàng hoàng. Yeah. Hơn nửa tỷ bạc rồi, đi xe ôm 24/24 giờ. Mà ở trong cái thời gian này là cái thời gian là mấy cháu được đi học là sao, sao anh không cho cháu đi học đi? Cho đi học là phải về bên lớp 3 học chứ không học ở đây, không có ăn ở học ở đây nữa. Ở đây là do kẻ thù của tôi không. Rồi ở bên đó rồi có bà con gì không? Có bên nội tôi vẫn. Ờ bên nội ha. Mà ông quanh vào cuộc ở cứ một làng bệnh. Bên chuyên án lực sườn từng làm công an bệnh. Ai bạn cũ tôi của anh. À bạn của anh. Bạn chung một làng giống như ở sớm đây vậy. Yeah. Ở bên đây là anh Lộc mình không có hộ khẩu ở đây hay sao anh Lộc? Hộ khẩu ở đây là có. Yeah. Nhưng mà hồi nào giờ tôi ở thành phố. Cũng tôi mướn nhà tôi làm ăn nuôi con tôi học ở thành phố hết. Còn cái nhà này là của ai anh Lộc? Nhà này của tôi. Của anh luôn. Dạ. Yeah. Mình tự xây luôn hả anh Lộc? Đúng. Và lâu rồi. Nay là nói chung làm nhà mới hết luôn á. Coi như là 20 nay mười mấy năm rồi, từ lúc giải tỏa trên phường 3 quận Bình Thạnh. Là bây giờ tôi mới về đây mới chuyển, mấy người đó chuyển tôi về đây mà giờ phải vào cuộc làm ăn đàng hoàng chứ vậy đâu được. Con tôi đâu phải ăn học mà vậy mà giờ phải xét nghiệm ADN của ba đứa này, phải con tôi không? Ở đây có một người phụ nữ, tôi nói vậy thôi là mấy ông hiểu rồi đúng không? Đâu phải ăn ở mà sống kiểu này như vậy được đâu, hại tôi. Tôi một người làm ăn xây dựng đàng hoàng. Anh Lộc à, năm nay là mình bao nhiêu tuổi anh Lộc? Năm nay tôi 41 tuổi, tôi tuổi Dậu. Dạ. Anh Lộc 41 tuổi rồi. Trời ơi, tôi tới ngày hôm nay mà đi 8 năm nay. Không, ăn ở nhau mười mấy năm rồi. À, mà tụi nó đòi có bằng chứng. À, hồi đó tụi nó đòi có bằng chứng. Không, tôi không có bằng chứng, tôi nói nghe á. Là nó nói với tôi á, là tôi một đền mười với nó. Tài sản đối căn nhà này tôi đền không đủ cho nó. Nó khỏi tốt thôi mà, nó ăn ở làm bậy bạ mà nó cướp tài sản tôi chứ gì hết. Mà bây giờ tụi nó nói là tụi nó phải ấy, bây giờ nó phải bồi thường cho tôi. Không, một đền mười tài sản. Rồi nó khỏi tốt tôi ở tù mà, nó đem đơn ra ngoài ủy ban xã nó thưa tôi ngoài. Con anh là năm nay bao nhiêu tuổi anh Lộc? Con lớn nhất là bao nhiêu tuổi?
Năm nay nó học lớp 8 đó. Nó sinh tuổi Sửu lớn. Mười mấy tuổi à? Mười mấy tuổi mà anh với chị là sống mười mấy năm rồi đúng không? Mười mấy năm mà bỏ ra đi luôn, hút tiền của xong hết, đi ra đi luôn, nay 8 năm nay. Đi 8 năm nay. Hai đứa làm là nó thợ may, yeah. Tôi bên xây dựng, tôi làm ăn có lãnh nhà, có lãnh. Vì là anh cũng là thầu ha? Sửa chữa ngoài, có coi công ty, từ nhà phố, năm 6 năm trời. Lúc chị đi á anh là... Năm 6 năm. Lúc chị đi là từ đó tới giờ có liên lạc lại cho anh không? Không. Hút đi luôn tới giờ, thì tới ngày mà bên công an phường bao vào cục, xin vào cục, tiếp đoàn, đưa cho Oanh, chuyển qua bên Oanh, ấp 3, vào cục, xử lý cho tôi. Vào cục, xin vào cục xử lý cho tôi tới ngày hôm nay, mà không giải quyết như vậy cho tôi thế nào hết, đó, coi. Bây giờ hai cháu là chuẩn bị vô học mà anh Lập không cho hai cháu đi rồi, giờ anh tính cho hai cháu nghỉ luôn hay sao anh? Không có, con tôi có ăn học đàng hoàng, tự quanh nó phải giải quyết, nó hứa đàng hoàng, con tôi phải chuyển về đây đỡ đi, để lấy hiện trường xong rồi con tôi ăn học đàng hoàng, chuyển về bên ấp 3 ăn học đàng hoàng. Và gia đình tôi chuyển tôi về bên đó đàng hoàng. Lon mới vợ anh. Không, còn ông Quanh nữa vào cuộc. Quanh là sao với anh? Địa phương vậy. Địa phương bên ấp 3 bệnh, thì vào cuộc chứ là phường 3 quận Bình Thạnh rồi, tôi nói rồi. Yeah. Đó, xin vào cuộc của tôi rồi, bây giờ phải xử lý cho tôi chứ, bây giờ để vậy đâu có được. Thì bây giờ trước tiên á, mình cho hai cháu đi học trước đi anh. Đây không khác nào nhốt tôi vậy nữa. Ủa mà... Không, tiền bạc không xử lý cho tôi vậy hết, để tôi đi đâu hết, đó, xe tôi hư, tôi không em, làm được. Em thấy anh ở đây mình vẫn đi được bình thường mà. Đi tiền đâu tôi đi, đó, không có đồng bạc nào, đồ đây ai cho nó ăn. Tôi giờ... nói cho ăn rồi trả lại, con quanh qua phải làm việc rồi đàng hoàng chứ không có gì được. Mà bây giờ anh muốn đi đâu? Không. Tôi đi, tôi làm sao tôi phải đi kêu quan là tôi phải làm sao phải xử lý hết cho tôi. À, có nghĩa là bây giờ anh Lộc có cái quan ức gì anh Lộc có thể chia sẻ được không? Thì đó tôi nói rồi, tôi nói hồi nãy giờ rồi. Không phải bồi thường cho tôi hết. Tài sản mà bây giờ bồi thường cho hết thiệt hại gia đình tôi, con tôi ăn học. Đó, 18 năm. À, bây giờ hết chân rồi. Mà bây giờ trong đây á còn tôi thắc mắc lại còn ba đứa này á, là phải xét nghiệm ADN. Là có nghĩa là anh Lộc phải yêu cầu ai là đền bù cái sự thiệt thòi đó cho anh Lộc. Anh Thông cống đây thiệt hại hết, ăn ở đây giờ mười mấy năm, giờ mười mấy năm này là con của ai? Thì con anh chứ còn ai? Con tôi bây giờ xét nghiệm ADN ra đi, nó ăn ở mười mấy năm, giờ ông dám chắc rằng con tôi không? Anh đang nói vợ nó. Thì vậy là anh Lộc anh không có tin là hai đứa này là con của ba đứa luôn, ba còn đứa con gái nữa. Yeah. Thấy không? Giờ mấy ông nói mấy ông bằng chứng, mấy ông có lực hết rồi. Tôi nói thật, mấy ông vô đây là mấy ông có lực, mấy ông nói là mấy ông đúng con tôi không? Bỏ qua con người tôi bị, gia đình tôi bị quan, tôi phải chịu thôi. Ông tôi kêu quan. Anh nghi là không phải con, hai mấy bé này là không phải con anh. Đúng luôn, mà tôi nuôi từ đó giờ luôn. À. Giờ tôi có đầy đủ bằng chứng hết. Bữa giờ anh bực là bực cái vụ đó đó. Rồi anh muốn lấy lại công bằng. Đúng. Rõ ràng tôi kêu quan mà, nãy tôi nói anh mà. Anh Lộc mình liên lạc được với vợ anh không? Không, nó đi từ nào giờ quanh vào cuộc á, cái phường 3 đoạn tiếp. Anh liên lạc được thì mới giải quyết được, chứ lần này anh đâu liên lạc được đâu. Không, tụi nó vào cuộc rồi, tụi nó nhận vào cuộc. Bây giờ nói, em nói cái này là em nói nghe, không anh không tiếp nữa. Ở đây là biết hết á. Dạ. Yeah. Không tiếp nữa, nói vậy tôi không tiếp. Tất cả là chính quyền là phải có phường 13 quận Bình Thạnh vào cuộc tới ngày hôm nay. Yeah. Thì để tụi em sẽ đi qua bển để xác minh. Đó, cũng như là để hỏi chị tại sao làm anh như vậy, lấy tiền của anh đi. Tụi em sẽ qua bển hỏi. Rồi cuộc là phải làm cho đúng công việc cho tôi, gia đình chúng tôi, vậy đâu phải để vậy được. Dạ, thì bây giờ đó tụi em sẽ hỏi rồi bây giờ cái hổm, trước tiên á. Năm rồi. Cái đó là hổm rồi, không có, bây giờ tụi em vào đây thì tụi em sẽ qua bển hỏi. Thì bây giờ á mình mấy bé này học rồi, bây giờ mình cho mấy bé đi học đi ha anh Lộc. Không được, Quanh phải qua đây. Bọn cô phải nói chuyện với tôi đàng hoàng. Anh Lộc, tiền bạc như thế nào đàng hoàng. Anh Lộc ơi, bữa giờ tụi em xuống đây mà cũng không biết về gia đình anh á. Đây. Gia đình nó đầu độc hết, thằng bự con thu đầu độc, gia đình văn công ai đây là có tội hết. Dạ. Anh Lộc cho em hỏi là anh Lộc đông anh chị em không? Đông 6 người, mất đi 1 người. Còn không, bây giờ tôi không nhìn anh em nữa. Yeah. Toàn là đầu độc hết. Hại gia đình tôi hết, ăn tôi mấy chục năm lận. Tôi làm tới mấy chục năm lận.
tôi làm từ thời nhỏ tới lớn. Bây giờ nè, em hỏi anh nè, bây giờ cái nguyện vọng, cái tâm tư của anh bây giờ là muốn xử lý cái sự việc như thế nào, là bồi thường cho anh là như thế nào, anh có thể chia sẻ được không? Coi như thiệt hại tôi là 1/10 tài sản cho tôi hết. Là thiệt là thiệt hại khoảng quăng thì được. Con bỏ thì lon đồ là coi như là phải bắt nó sạch hết. Không đem về phải thiệt hại gia đình tôi đàng hoàng, tiền bạc tài sản trả lại cho tôi. Không. Còn nó khi bước ra tòa rồi là xong, mà ở phường ba quận thành là nó vào cuộc rồi. Đó. Vòng quanh vào cuộc rồi. Mà giờ ngày hôm nay đối xử như vậy là phải trả lại công bằng cho tôi chứ. Không, tôi kêu quan mà. Nhà cửa tôi vậy đó, sập ở phía sau vậy đó, cây trồng lên cỡ tới có cỡ chừng 2 tấn 2 khối. Anh nãy anh nói anh đốn mà. Ừ, thì tôi mới đốn đó. Dạ. Yeah. Chứ tôi đốn một mình tôi sao nổi đó, nó nằm hết trên mái nhà đó. Không, còn một đống đó là coi như là rễ cây nó nằm ở chảnh. Một đống phía sau đó, một đống ở dưới đây nữa là nằm trên mái nhà hết. Ủa sao mà anh dục lên mái nhà làm gì anh? Tôi dục đâu, cây nó lên cao cỡ đó, đè lên mái nhà nó bò qua tới bên đây luôn. Cái mắm lội nó bò qua tới bên đây, cái đọt cây nó qua tới nhà thờ. Thiệt hại tôi, gia đình tôi vậy. Bây giờ thì tôi đã nói rồi. Giờ là cái mấy ông mấy người là qua bên ấp ba bển chọc quanh bển nói chuyện bển. Dạ, bây giờ tụi em sẽ qua bển. Con tôi là phải, con quanh là phải có hoàn toàn chịu trách nhiệm, chuyển về đây rồi là để xử lý ở đây là phải có trách nhiệm ở đây. Dạ. Thì bây giờ tụi em sẽ qua bển để hỏi chị quanh hoặc chị Lon. Rồi bây giờ cái thứ hai là mình cho bé đi học đi anh Lộc ơi. Cho học là con tôi đang cho đi học đàng hoàng. Chuyển con tôi về đây là phải nói trách nhiệm, là chuyển về bên ấp ba học chứ không phải chuyển ở đây. Mình ở đâu là mình học ở đó được mà anh Lộc. Không, tôi không còn thích ở đây nữa. Ở đây là tội phạm tôi không à. Bây giờ mặt mũi nào tôi sống nữa. Con đàn bà mà nó trà đạp vậy, tụi nó ăn ở vậy đâu có được. Tài sản tôi nó lấy hết mà nó sách dao chém tôi vậy. Đem đơn ra ngoài, ra ủy ban ngoài. Ông ra ngoài ủy ban ngoài kêu chính tôn dẫn đi. Vậy là bây giờ hai bé đó mà đưa về ấp ba thì anh Lộc vẫn cho đi học bình thường phải không? Ừ. Ấp ba là bên nội không anh? À, tiền của đàng hoàng cho tôi, trả lại cho tôi. Thì không gề mẹ anh có qua thăm anh gì không? Không không, đừng nói gia đình tới Đĩ Quân thì Kim nữa. Đầu độc hết, tụi nó dương mức án tử hình hết. Cứ đem ra đi xử lý tòa án đi án cộng mức án. Thiệt hại gia đình tôi nhiều lắm. Tôi không đồng ý mà giải hòa đi nói ba kiểu này giải hòa đâu. Tôi nói mấy ông nhích câu nói ra tôi biết hết. Dạ. Yeah. Không, bây giờ tụi em sẽ nghe ý kiến của anh, thì tụi em sẽ tìm hiểu. Cơm anh Lộc. Quét sao anh? Quét là sao? Gì? Chỗ này mình được gì ăn cơm? Ở đây không ăn gì hết, có vậy đó. Sống như vậy đâu được, chính quyền vô cuộc gì đâu được. Đói là mình nấu mì anh Lộc. Đó, có gì ăn đó, chính quyền vô cuộc vậy để tôi xử lý vậy đâu được. Mà chuyện này đó là quý ban xã ở đây là đã biết từ lâu rồi. Chính quyền cũng vào cuộc chứ tôi. Gà sao chú hỏi miếng này, chú hỏi tiếp đi, đi. Còn đi gà sao đi, còn đi gà sao đi. Chú hỏi. Rồi xích đi ra ngoài kia đi con, cho yên tĩnh tí, để cha ở ngoài. Cha chửi quá. Nè bây giờ con nói lớn cho cô chú ông bà cô chú nghe nha. Bây giờ nguyện vọng của con muốn như thế nào? Con có muốn đi học không? Bây giờ nguyện vọng của con cứ nói lớn lên cho ông bà cô chú nghe. Con cứ nói đi. Nói lớn lên con. Con có ước muốn gì không? Dạ con. Con nói đi, nói đi. Dạ con không muốn ở với cha nữa. Con nghe đức ruột của chú à, tại sao con không muốn ở với cha nữa? Nhỏ nói mà nó muốn khóc của chú anh chị. Con nói đi, con nói cho ông bà nghe đi. Khóc luôn rồi. Tại sao con không muốn ở với cha nữa? Con nói ông bà nghe đi. Dạ con không muốn bị đánh. Không muốn bị đánh. Mình nhìn bé giờ muốn Mạnh cũng muốn khóc luôn. Tội quá trời. Mạnh mong quý của chú anh chị cộng đồng mạng có thể giúp đỡ với được cho bé
giờ bé giờ nguyện vọng của bé là không có muốn ở với cha nữa. Mỗi lần bây giờ ở với cha, bây giờ bé cứ bị cha đánh đập hoài của chú anh chị. Đánh con là đánh nhiều không con? Dạ ít. Ít mà đánh hoài luôn hả? Có cha khi nào đánh con dữ không? Dạ có. Cha đánh là đánh hai anh em luôn hay đánh mình con không? Dạ đánh hai luôn. Đánh hai anh em luôn. Tại vì lúc nào cô chú anh chị, anh Lộc lúc nào cũng nghĩ là ba đứa con không phải con của anh, cho nên cái đầu ảnh cứ nghĩ vậy không à, cho nên cứ đánh đập nhỏ. Nói mà nè, bé khóc. Thì bây giờ chú để chú cố gắng có thể mà để liên hệ đến địa phương ở đây để giúp cho con ha. Con không muốn ở với cha rồi, con muốn ở với ai? Con nói đi. Con nói đi, bây giờ con muốn ở với ai? Con cứ nói đúng cái tâm của con là được, con muốn ở với ai? Ở bên nội hay là bên ngoại gì đó? Con cứ nói đi, hay cô chú gì đó, con cứ nói. Dạ con muốn ở bên nội. Ở bên nội ha. Để tí nữa thì chú với mấy chú với cô để qua bên gặp bà nội con. Rồi nói chuyện cũng như là có thể đưa con, hai em con đi về nội ở ha. Dạ. Rồi lúc trước là con ở bên nội học bệnh hay là sao? Dạ bà nội con ở trên thành phố. Bà nội con ở trên thành phố hả? Rồi để chú đi đi liên hệ. Rồi con vô đi, để em thôi cha thấy thì mà không cha đánh nữa. Rồi vô con vô đi nha. Con đang dọn dẹp đó. Rồi con vô con dọn dẹp đi để cha la. Tới đây cha dùng dao cha ruột không? Dạ không. Không không. Mùng 3 giờ đây mà bây giờ nữa hả? Đi giải quà, giải nắng, giải mưa thì qua cái chuyện này cũng không được. Cháu nói là có nghĩa là từ đó đến giờ là bên nội đồ cũng không có liên lạc với lại cũng không có là tới đây thăm, tại vì chắc em nghĩ là qua cái nội đó của anh em xử lý từ chạy hết chứ ông để vậy đó là được. Gia đình tới đây là dùng dao cột ruột á, bao nhiêu mấy đứa nhỏ vậy và con của ai, tài sản của tôi thì ăn hết. Có gì là con học đó giờ là cha bắt con ở nhà là từ khi nào vậy? Từ khi về quê. Có nghĩa là bây giờ là con đã không đi học được bao lâu rồi? Dạ lúc nghỉ hè. Nghỉ hè tới giờ là trong năm nay đúng không? Là bắt đầu vô lớp mới. À, bắt đầu vô lớp mới là không cho đi nữa. Và những năm trước là con vẫn học bình thường. Năm trước con học ở đâu? Ở trường bên đây luôn hay trường bên nội? Trường ở thành phố. Dạ trường ở thành phố. Bây giờ này con giải quyết rồi. Rồi cha đi đưa đón con đi hay là con tự đi ơn? Đi bộ. Con đi bộ đi học á, xa không con? Không phải tôi không có làm ăn đâu mà giờ vô giải quà cái vụ này. Giờ ảnh ở ngoài ảnh cứ nói dữ rồi chú. Dựng hiện trường hết. Ở đây có dựng hiện trường rồi. Nãy giờ mình cũng trò chuyện với ảnh với lại cháu rồi, bây giờ mình đi qua kiếm nhà nội của hai cháu đi để hiểu rõ hơn về câu chuyện này. Tại vì trong lúc anh Lộc nói chuyện thì cũng không có được tỉnh táo, thì mình cũng không có hiểu rõ cái câu chuyện như thế nào. Còn hai cháu thì nó quá nhỏ đi. À, bây giờ mấy anh em mình đi qua nhà nội đi. Mai sáng cho con ăn gì chưa? Dạ ăn rồi. Ăn rồi. Không, hôm qua nay là cha có quậy nữa không? Dạ không. Không hả? Ba đứa mày không biết con của ai. Anh Lộc cứ nhất quyết là nói ba đứa không phải con của ảnh nè cô chú. Tại vì cái đầu ảnh không có được bình thường á. Rồi bây giờ tụi em sẽ đi qua bên kia nghe anh Lộc. Qua bên để hỏi giùm cho anh, để tìm hiểu cái nguyên nhân tại sao lấy tiền của anh. Rồi em chào anh Lộc nha. Anh Lộc uống cà phê không? Thôi tôi không uống cà phê với ông, tôi không tiếp nữa. Mấy ông muốn làm gì mới làm. Chuyện của tôi là phải giải quyết cho sạch cho tôi. Dạ yeah. Rồi giờ tôi ở đây là có ủy ban xã ở đây. Giờ Mạnh sẽ đi qua bệnh của chú chị. Ủy ban xã ở đây là phải giải quyết. Giờ qua mẹ của anh Lộc để hỏi cái nguyên nhân cũng như là hỏi cái tình hình của anh đó. Rồi Mạnh xin mời cô chú anh chị đón xem
cặp tiếp theo là gặp trực tiếp mẹ của anh Lộc. Và mình xin chào và hẹn gặp lại cô anh chị những video sau ạ. Em chào anh Lộc nha. Em hại tôi tới ngày hôm nay mà ngọt.